Ví dụ đến tuần số thứ 10
tôi dạy bài chậu hoa xinh xắn thì cuối của tuần số 16 tôi đã cho học sinh xem cái sản phẩm chậu hoa xinh xắn và mời các đồng chí hoa xong. Cái bạn này là hơi hẹp của tôi treo vào hơi đủ đấy. Đến tuần số 16 tôi cho học sinh xem cái sản phẩm chậu hoa xinh xắn và mời học sinh quan sát, học sinh cảm nhận, học sinh khám phá cái vẻ đẹp của sản phẩm. Từ đó tôi sẽ kích thích học sinh để tìm tòi và đam mê sản phẩm cho học sinh bằng cách là một số các đề ra một số câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất là em hãy cho biết đây là những sản phẩm gì và những cái sản câu hỏi thứ hai là những sản phẩm này được tạo từ những vật liệu gì. Sau khi học sinh đã trả lời xong thì tôi sẽ dặn dò học sinh để làm được những cái chậu hoa xinh xắn như thế này thì chúng ta phải cần mang những cái đồ dùng học sau. Chúng ta có bìa màu, giấy thủ công hoặc là bìa cắt tông. Tiếp nữa chúng ta xin cầm trước các đĩa tìm được trong gia đình mình, vật liệu sợ, và chúng ta có thêm đất nặng hoặc là màu vẽ và để gắn kết các cái sản phẩm này với nhau để tạo ra một cái sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ cần phải có kéo, có keo, có giấy. Thế đối với học sinh lớp 3 các con cảm nhận rất là nặng thì tôi sẽ có thêm một bước nữa, đó là cái bước thứ tư. Giáo viên sẽ kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để tiếp nhận gia lô nhóm lớp để phụ huynh đồng hành giúp đỡ các con đầy đủ nội dung học tập trong cái giảng bài với vận dụng. Tiếp nữa đến tuần số thứ 17 của tôi dạy bài là chậu hoa xinh xắn thì đầu giờ tôi sẽ tiến hành kiểm định cho học sinh. Mục đích của việc kiểm tra nội dung học tập cho học sinh là giúp hình thành cho học sinh cái thói quen khi học tập là cái mục tiêu thứ hai nữa là giúp cho giáo viên biết được những học sinh nào không mang, học sinh nào mang nhiều, mang đủ thì khen ngợi và những học sinh nào không mang thì chúng ta sẽ nhắc nhở. Và đồng thời chúng ta sẽ tìm ra cái nguyên nhân để đưa ra các biện pháp để khắc phục ngay trong cái tiết học hôm đó. Là đến giờ thực hành tôi sẽ quan sát học sinh nào mang nhiều, mang đủ thì tôi gợi ý cho những học sinh đó là chia sẻ cho các bạn cùng lớp. Đồng thời nếu học sinh chia sẻ không đủ thì giáo viên dạy sẽ sẵn sàng chia sẻ của các con thì chúng tôi mới học trở về. Để cách giải quyết về lâu dài thì là tôi sẽ tìm hiểu xem nguyên nhân học sinh đó, tìm hiểu cái đối tượng học sinh đó thuộc cái đối tượng và sau đó chúng tôi sẽ kết hợp với giáo viên chủ nhiệm là các con mang đầy đủ nội dung tập, đồng thời chúng ta sẽ gọi điện trực tiếp. Vâng, kính thưa và giám khảo, học mà chơi mà học, đây là một hoạt động rất là bổ ích và phong phú, đặc biệt là đối với học sinh tiểu học. Tôi có cái biện pháp thứ hai, biện pháp để tạo hứng thú cho giờ học, tạo hứng thú cho giờ học mỹ thuật là tức là tổ chức các trò chơi. Cái tổ chức các trò chơi như thế nào thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu cái mục tiêu và nội dung của bài đó để từ đó chúng ta thiết kế ra các trò chơi làm sao cho củng cố kiến thức bài cũ hoặc là khơi nguồn kiến thức của bài mới. Không nên tổ chức trò chơi một cách là chúng ta tràn lan mà các hoạt động trò chơi này thường được diễn ra khi ở phần khởi động của một tiết học. Sau đây xin mời các thông cảm với thầy cô cùng với đến với cái tiết khởi động của môn mỹ thuật.
Kính thưa ban giám khảo, cái hoạt động trò chơi còn rất là nhiều. Nếu có điều kiện thời gian, tôi sẽ mời về ban giám khảo của quý vị cô sẽ tiếp ạ. Bây giờ tôi sẽ trình bày tiếp cái biện pháp thứ ba. Giáo viên thị phạm các nước tạo sản phẩm. Kính thưa ban giám khảo, trong sách giáo khoa mỹ thuật của lớp ba trong bộ chương trình sáng tạo có cái nhìn rất là đẹp, phong phú đa dạng, rất là bắt mắt. Đặc biệt là đối với các bước tạo sản phẩm, các bước tạo sản phẩm, hướng dẫn tạo sản phẩm của học sinh thì được trình bày là viết và được có hình minh họa rất là cụ thể và rõ ràng đẹp mắt. Học sinh chỉ cần xem, đọc, suy ngẫm, bắt chước là có thể tạo ra sản phẩm. Nhưng đối với các bạn mỹ thuật ứng dụng thì giáo viên nhanh thị phạm để cho có nhiều học sinh, để cho có một số học sinh không còn lúng túng trong các khâu bước tạo sản phẩm và để cho học sinh sáng tạo ra được nhiều sản phẩm đẹp và độc đáo. Trong chương trình mỹ thuật của lớp ba có 7 bài mỹ thuật ứng dụng thì tạo 7 sản phẩm khác nhau. Nên chính vì vậy khi giáo viên phải thị phạm các bước tạo sản phẩm theo các chúng ta cần phải lưu ý những cái yêu cầu sau. Yêu cầu chung là giáo viên phải thị phạm các bước tạo sản phẩm giống như trong sách giáo khoa. Chúng ta không thêm vào cái bước. Và thì sau đây xin mời các giám khảo chúng ta cùng xem và đi xem. Để cho học sinh có được nhiều sản phẩm đẹp, độc đáo, sáng tạo. Mỗi một bài
lập gây cho người. Thì cách tạo chúng tôi học là hai cái hướng dẫn như thế, thì chúng ta hướng dẫn học sinh cách tạo từng cái lá cây. Ví dụ là cây bóng mát thì chúng ta sẽ tạo những tán kia, chứ còn đối với cái chuối thì chúng ta sẽ tạo và nó khác biệt so với cây rừng thì cao chuyển. Tương tự như vậy thì đối với cái bài quan động của mình cũng vậy, chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh cách tạo chấm nét và màu sắc để tạo cho cái điểm nhấn cho cái sản phẩm của mình. Và ví dụ thứ ba là đối với cái bài ống tượng cũng thực hiện cách trang trí, chúng ta phải hướng dẫn học sinh các cách trang trí để tạo cái nét độc đáo và sáng tạo cho sản phẩm. Ví dụ như chúng ta có thể là tạo thêm các cái điểm hoặc là xé ra chắc chắn, hoặc là chúng ta vẽ các tô màu, hoặc là sưu tập những các cách vật liệu và tìm đường để kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô, để đánh giá ghi nhận cái kết quả học tập của học sinh, cố gắng học tập của học sinh thì tôi sử dụng thêm để các nữa đó là biện pháp thứ tư, nhận xét đánh giá sản phẩm cho học sinh. Cái hoạt động nhận xét đánh giá sản phẩm cho học sinh đó chính là cái hoạt động thứ tư mà thường diễn ra ở mỗi tiết của mỗi bài học chúng ta cũng thường làm nhé. Môn nghệ thuật đó là một môn nghệ thuật thì chúng ta sẽ nhận xét sản phẩm cho học sinh làm sao cho có nghệ thuật. Tôi luôn dùng hình thức là khen to và không ở trên mà chỉ góp ý đến do cái sản phẩm em có còn thêm để đánh giá sản phẩm cho học sinh thì đánh giá theo đúng mà đánh giá sản phẩm cho học sinh thì đánh giá theo đúng cái thông tư 27 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Thế đánh giá sản phẩm cho học sinh tôi sẽ thực hiện theo ba bước. Bước thứ nhất là tôi sẽ để học sinh tự đánh giá sản phẩm với nhau. Cuối giờ tôi đánh giá sản phẩm học sinh và thu được kết quả sau.
Đối với lớp chất lượng cao là có trên 90% học sinh mang đủ đồ dùng học tập. Và những cái lớp thường thì có 85-89% học sinh mang đủ đồ dùng học tập, chỉ còn hơn 10% một chút là học sinh chưa mang đủ đồ dùng học tập. Và cái kết quả chất lượng đồ dùng cũng được nhân lên. Đối với những lớp chất lượng cao có 81% học sinh xếp loại và được tốt. Và đối với những lớp thường có từ 61-64% học sinh xếp loại tốt. Và cũng không có một học sinh nào chưa mang đủ. Thế thông qua cái bảng số liệu trên thì tôi để biện pháp của tôi đã khắc phục được những cái khó khăn vướng mắc của giáo viên dạy của phần. Và đồng thời nó nâng cao được cái chất lượng dạy và học đối với học sinh lớp 3. Chính vì vậy là tôi đã áp dụng cho tất cả các giáo viên ở lớp 3. Vâng, kính thưa bạn giám khảo, kính thưa quý thầy cô, vừa rồi tôi đã trình bày xong cái biện pháp của mình. Rất mong là được sự đóng góp từ quý thầy cô về ban giám khảo để cho cái bài báo cáo của tôi đã được hoàn thiện và được áp dụng rộng rãi hơn. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban giám khảo, đến quý thầy cô đã lắng nghe, và xin kính chúc ban giám khảo quý thầy cô có một sức khỏe và dồi dào để cống hiến hết mình vì sự nghiệp chồng người. Vâng, trước khi nhận xét bài của đồng chí thì tôi có một chút ngoài lề này. Đã là chúng tôi trước khi nghe bài báo cáo này thì chúng tôi chứng những cái quyển đề tài thì thực sự là chấm và nghiên cứu thì nó rất là đau đầu. Để hiểu trước khi chúng ta ngồi hôm nay chúng ta hiểu hơn cái đề tài của chúng ta. Thế nhưng mà tôi phải nói thế này, tất nhiên là các lãnh đạo thì không đề cao cái việc, tức là vẫn quán triệt ta tiết kiệm này, không phải in màu này, không cần như thế, tức là miễn quan trọng là cái nội dung đề tài. Đấy, thế nhưng mà tôi nói thật là ai thì thôi vẫn nhìn cái đẹp mình vẫn thích. Thật ngay từ khi mà trước khi mình đọc bài thì mình thấy là nó rõ ràng chữ nghĩa này, rồi là tất nhiên hình màu, và thấy được cái sự chỉnh chu của người làm đề tài thể hiện qua cái cực báo cáo, đúng không? Thế thì thực sự là tôi cũng không cho điểm hơn hay là trừ điểm của những bài báo cáo nào không in màu hay là gì, nhưng tôi thực sự là vẫn khuyến khích và tuyên dương những đồng chí nào mà chuẩn bị cái bài báo cáo mà ví dụ như là tôi ví dụ luôn là của đồng chí Mùi đấy, rất là cẩn thận, thực sự là đẹp, chữ nghĩa in trong rất là rõ ràng, in màu thực sự rất là đẹp. Thực sự chúng tôi vào và chúng tôi nhìn hình, ví dụ như cái môn mỹ thuật của chúng ta thì nó thực sự là rất cần với màu sắc. Khi mà có những bài minh họa của đồng chí, chúng tôi nhìn vào chúng tôi thấy rõ là màu sắc như thế nào, đường nét như thế nào đấy. Bởi vì đây chúng tôi đã hiểu hơn được về những cái nội dung mà chúng tôi đồng chí cần truyền tải trong cái bài báo cáo này đấy. Thực sự là tôi vẫn tuyên dương đồng chí Mùi khi làm cái quyển báo cáo đấy. Còn tất nhiên cao điểm hay trừ điểm thì nó không liên quan gì đến cái hiệu quả đấy. Thì chúng tôi vẫn tuyên dương đồng chí Mùi trong cái nhóm những người tham gia quyển báo cáo rất đẹp, chủ trương gì ạ. Rồi mình lấy cảm có hai lần nữa thôi. Và bây giờ thì tôi sẽ có câu hỏi cho đồng chí ạ. Dạ vâng. Vâng, trong bài báo cáo của đồng chí thì đưa ra được một cái thực trạng về vấn đề đồ dùng học sinh trong những bài tập ứng dụng. Phải nói đây là một thực trạng rất nhiều, đặc biệt là chúng ta ở đây đó là cái vùng huyện. Vâng. Đấy, thì không phải trường nào các con có điều kiện đấy, mà bây giờ cái môn mỹ thuật mới ấy, nó lại yêu cầu các con phải sử dụng rất nhiều đồ dùng, và rất nhiều đồ dùng trong một bài, đặc biệt là những bài ứng dụng, bài mỹ thuật ứng dụng. Thì để phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thì các con mới làm sẽ có tốt đấy. Vậy thì nhưng trong thực tế thì có nhiều em học sinh gần như là môn bài thật nào các con không có đồ dùng. Vậy thì đồng chí có biện pháp như thế nào để thay đổi ý thức của các bạn như này? Vâng, mời đồng chí. Trước tiên là xin cảm ơn câu hỏi của đồng chí. Và tôi sẽ xin cảm ơn chị. Đúng là như đồng chí vừa chia sẻ, đối với môn mỹ thuật, nhất là các môn ứng dụng, rất là nhiều người trẻ mà một số các đối tượng học sinh không mang. Thưa đồng chí, thì tôi sẽ xử đồng chí của mình như thế nào. Trước tiên thì tôi sẽ xử lý ngay trong những không này, sẽ đến trong những giờ học hành thì tôi sẽ mang các đồng chí. Nhưng
vậy thì xin được chia sẻ cho cái học sinh mà không ăn. Bước đầu tiên chúng ta, bước thứ hai là tôi sẽ tìm hiểu xem học sinh nào là nguyên học sinh nào để từ đó sẽ học những cái nguyên nhân. Thứ nhất là nếu học sinh nào có điều kiện khó khăn không chuẩn bị đồ dùng thì tôi sẽ là giáo viên dạy mỹ thuật thì tôi sẽ thứ nhất là tôi sẽ chia sẻ với con. Nếu mà chia sẻ không đủ thì tôi sẽ nhờ giáo viên chủ nhiệm thì là sẽ kết hợp với hội phụ huynh của lớp để chia sẻ cho các con. Nếu mà hội phụ huynh của lớp chia sẻ đủ thì tôi sẽ kết hợp với các bên công đoàn của trường, các bạn đội để hỗ trợ các con để cho việc chuẩn bị đồ. Đấy thì đấy là những khối học sinh mà nó không có điều kiện không? Chứ còn em không có điều kiện. À, các em không có trong đấy rất là nhiều. Dạ vâng, xin tiếp tục tôi trả lời tiếp ạ. Đối với những học sinh mà chưa có ý thức mà học những môn chính thuật thì là các con sẽ không làm được đủ học tập với các đồng chí nha. Thế thứ nhất là tôi sẽ đạt đến lợi viên khoa. Cái thứ nhất là chúng ta giáo viên trực tiếp chia sẻ với con trước đã. Thế chia sẻ để cho tìm hiểu nguyên nhân là các con vì sao. Từ đó chúng tôi tìm được nguyên nhân thì là tôi sẽ có cái biện pháp để xử lý cái tình huống này. Vâng, trước tiên là tôi xin chúc mừng đồng chí một chỉ là báo cáo rất là chi tiết và có hiệu quả là về là sản phẩm học sinh rất là đẹp đấy là sản phẩm của những thợ tạo hình. Nhưng tôi cũng có một chút câu hỏi cho đồng chí đó là khi trong hoạt động chủ yếu hướng dẫn thị hạng cho cái tiệm ăn và thị hạng cách thực hiện cho các học sinh ấy, đồng chí có các đồng chí có lên thị hạng các bước từ đầu của đúng không ạ? Vì sao? Dạ, tôi thị hạng thì thứ nhất như là tôi vừa ở trong cái tháng ấy thì tôi sẽ